À, xin chào mọi người, đây là các mẫu bút quay mà bên shop mình hiện giờ đang trưng bày trên cái hội chợ Ba Tư nè. Thì những mẫu này đa phần là những mẫu Rod và Red Volchek. Thì những mẫu này có cái cấu tạo hình bên trong bút khá là đẹp và thậm chí là những mẫu này rất là bền. Nếu mà anh em tập kỹ cái kỹ năng của mình thì tập gớt trên nệm này nọ thì nó sẽ xài rất được được rất là lâu luôn, thậm chí là xài tới mấy năm cũng được nữa, có khi xài tới suốt đời có thể là được luôn nếu mà anh em dùng kỹ những cái bút quay của mình. Thì ở đây là đa phần những cái bút này mình đều làm những cái bút là đều dưới 150 hết, tại vì mình chủ yếu là mình giới thiệu cho những cái bạn mà không biết về bút quay á, cho nên là mình không thể nào bán những cái cây bút quá mắc 300-400-500 gì được hết trơn á. Thì tầm 100 mấy là đều có thể mua được, affordable được đó. Thì cũng như ở đây có một cây Erabes nè, cây này khá nổi trong shop. Cây này thì cũng được cái là thân nguyên khói, nó khá là bền nữa đó, với lại quay cũng rất là dễ những cây như thế này. Thì anh em nếu mà chú ý thì mình làm những cây này đa phần là làm tiếp lõm không à, tại vì những hội chợ như thế này thì thường thường là phụ huynh dắt con tới những cái cây tiếp đầu lòi thì trông khá là nhọn, sợ phụ huynh không thích, đúng không? Đa phần là tiếp lõm đó. Những cây mà ép even đó mình cũng làm là tiếp lõm luôn, có tiếp lòi nữa nếu mà ai, nói chung là lòi lõm mình thay đổi được không có sao hết trơn á. Và bút đèn thì mình cũng có một cây đây, cây này thì khá nổi trong shop rồi, cây Rack Innovation LED Mod. Nhưng mà những cái cây này thì bút đèn mình không có hướng tới nhiều, tại vì mình giới thiệu cho những người mới biết mới tập thì không nên dùng bút đèn nhiều, bút đèn gớt nhiều nó hơi bị điên chập mạch mất công cho nên là dùng đa phần là dùng bút thường. Nhưng mà được cái là cây này cũng khá là bền, với kiểu cũng khá là trâu bò, thiết kế cũng khá là hay nữa. Nhưng mà hiện giờ không phải buổi tối nên cũng bật đèn chắc cũng khó thấy đó. Với lại ở mí bản này á, mình có tự lập một cái bảng cho mọi người xem luôn. Những người mà không biết á, thì anh em giờ ở đây anh em có thể biết là một cây bút quay đó, như cây Efix là lấy từ những cái cây bút thường ra từng bộ phận luôn, body, holder, grip và tip luôn đó. Thì những cái hoặc là body của những cái thân mà color marker là bút lông màu nè đó. Còn riêng những cái cây như là Rack với Rod Project á, thì làm từ những cây mà có insert và clear body nè, thân trong suốt, thì để ra một cây bút quay hoàn chỉnh luôn đó. Thì mình cũng có cái bảng này để giới thiệu cho mọi người rõ ràng. Còn bên đây là một cây bút quay hoàn chỉnh nè, còn bên đây là một cây bút đèn led. Thì cây bút đèn led này cũng là để trưng cho đẹp, để mình giới thiệu cho ai mà có hứng thú đó. Ok